từ để nghe giống người trong ngành hơn, bạn có cơ hội mua coi ở giá thấp. Buy the dip, bắt đáy, bạn lỡ mua phải coi giá cao. Đu đỉnh, bạn nghe người ta nói rất là nhiều về con này, bạn muốn đầu tư con này vì sợ nếu như mà bỏ qua nó thì sau này có khả năng nó sẽ tăng giá, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Thì đó được gọi là bạn đang FOMO. Dự án liên tục có những tin xấu, có những bình luận tiêu cực và trái chiều. Dự án bị phất, hành động bán tháo token. Xả, cái này quan trọng nè, thay vì nói là tiền ảo thì hãy nói là tiền mã hóa, tiền điện tử hoặc là crypto. Ứng dụng công nghệ chuỗi khối, ứng dụng blockchain, có cơ hội mua token của dự án với giá thấp từ những vòng đầu tư sớm. Đi kèo private, quy trình xác minh và xác thực thông tin cá nhân. KYC, bạn mua một đồng coin và bạn mong muốn giá của nó sẽ tăng cực mạnh trong tương lai. To the moon, bạn mua một đồng coin và bạn nắm giữ đồng coin này dài hạn bất kể biến động của thị trường là gì, sẽ gọi là hold. Hold nhé, không phải là hold. Khi bạn muốn chỉ những nhà đầu tư có vốn lớn hoặc là cực lớn và họ có khả năng thao túng thị trường thì gọi là cá voi hoặc là whales. Khi bạn muốn tìm hiểu về một dự án thì bạn cần có một cái văn bản, một cái documents để bạn hiểu được hết những cái thông tin chi tiết về dự án đấy, thì cái văn bản đấy sẽ được gọi là white paper. Vốn của bạn đang được an toàn. Safe, funds are safe. Khi một ai đó bơm thổi tin tức về một dự án để nhằm nâng cao giá trị cho cái đồng coin của dự án đấy thì hành động đấy sẽ được gọi là shill, ví dụ đang shill cho một con nào đấy.